Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú và các bạn. Bữa nay ăn cái này đây cả nhà ơi, măng tây nha. Đó, cái này gọi là măng tây. Mà mình mua cái loại này rẻ tiền á, 3 đồng ký à, cho nên là nó hơi nhỏ. Còn cái trong tiệm mà mười mấy đồng á, 10 12 đồng ký á thì nó mới to nha cả nhà. Cái này mình mua có 3 đồng à, nó hơi nhỏ nhỏ ha. Đó. Bây giờ mình phải bào nó ra cả nhà, mình phải dùng cái này nè để mình cạo vỏ nó ra ha. Đây nè, đó, mình mới cạo nó ra đây. Rồi nó ra nó như thế này. Đây, thì cái này mình cắt làm hai cái gốc á, mình sẽ nấu nó lâu hơn. Còn cái này là cái đầu của nó nè. Nó nhanh mềm hơn cho nên mình để riêng nha cả nhà. Đó. Măng tây này rất là ngon luôn. Mình sẽ gọt vỏ thêm một hồi mình xào tôm á cả nhà. Mình mua 5 kg nè, nhưng mà chắc làm một ít thôi để làm món khác nữa. Người Tây thì họ luộc, họ ăn chấm với mayonnaise, ăn với jambon. Đó. Còn mình thì mình xào, mình nấu canh, mình làm đủ kiểu theo kiểu Việt Nam của mình á cả nhà. Nói nữa. Tại vì nó cứng á. Nè, cái gốc nó cứng, nó hơi già, cái chỗ gốc thì mình phải dục bỏ. Đây. Đây nè. Cái cây này nó hơi nhỏ cả nhà ơi, cho nên là bào hơi cực, có hơi lâu, mất thời gian. Anh lấy tép hơi giùm em đi anh. Để hồi mình xào. Này hồi mình xào với tép cả nhà, mai đem đi làm ăn luôn. Này tới mùa nó rồi nè, cho nên là mình tranh thủ mình ăn. Cái này mình mua có 3 đồng ký à, chứ loại này là loại giống như nó không có đủ chất lượng để đem ra chợ cả nhà. Cho nên người ta bán tại chỗ của người ta đó. Nghe là măng tây ha. Mà trời, cạo cẩn thận để đứt tay với gì đó. Tại vì lỡ vô tay cái đồ bồ của cạo này nó bén lắm. Cái ngọn ngon lắm cả nhà. Cái ngọn ăn ngọt hơn cái gốc ở dưới nữa. Nè, mình sẽ bẻ làm hai ha. Đó, mình bẻ làm hai. Tại vì mình sẽ để cái ngọn ghim, cái gốc ghim. Khi mà xào á, mình thấy cái ngọn vô trước. Ở cái gốc vô trước, lộn. Cái ngọn thể sao, tại cái ngọn nó nhanh chín hơn. Đó. Đây là mình cho cả nhà coi một cái nữa, mình cào như vậy ha. Đó. Ngon lắm cái này. Làm rất là nhanh chín. Cái này là tới mùa rồi nè, bây giờ nè, ở đây nha, chỗ mình ở nè, người ta trồng á cả nhà. Đi thu hoạch cái này cực lắm á cả nhà. Cái cây này nè, phải khum mỗi lưng lắm. Để mà nhổ, nó mọc từ dưới đất, nó mọc lên á, nó lú lên á, rồi phải gị lên. Năm rồi mình cũng mua ở chỗ này, mà năm rồi nó to hơn, nó bự hơn, năm nay hơi nhỏ quá. Mà thôi kệ đi, có 3 đồng à. 3 đồng ký, cái nhà này mình mua 5 ký nè, là 15 đồng nè. Bọc này đóng trên bàn này là 5 ký với cả nhà. Mình sẽ ăn mấy món đủ kiểu mấy ngày. Còn trong chợ thì nó mập, nó đẹp hơn, thì nó 12 đồng, 15 đồng ký. Im im. Đây nè, nãy giờ bào mỏi tay quá trời luôn mới được nhiêu đây nè. Cái này là cái phần ngọn mình để riêng á, phần mềm á mình để riêng cả nhà. Rồi cái phần này là cái phần cứng ở dưới gốc đó nè. Cái này mình phải để riêng, tại vì mình sẽ cho cái này vô xào trước á. Rồi cái này mình bỏ sau. Đó, cho nên mình phải bỏ riêng cái phần cứng ra. Này ngon, cái phần non là mình ấy chứ. Thì mình sẽ xào với tôm, và mình phải đi lột tôm cả nhà ơi. Bây giờ mình chuẩn bị mình xào nha cả nhà. Mình cho dầu ô li vô á, để nóng cái cho tỏi. Xào măng. Trời ở ngoài đang mưa. Bỏ cái gốc trước. Cái đầu vô đi. Rồi tép vô, xong rồi nêm muối, tiêu, bột nêm với tiêu.
nãy giờ đó cả nhà. Bây giờ mình có thể ăn thử coi nó mềm hay chưa. Nó mềm là nó chín nha cả nhà. Còn nếu mà nó chưa mềm thì nó sẽ còn cứng cứng. Nó ngọt khủng khiếp cả nhà. Ngon. Chín rồi đó cả nhà. Mình mới cho thêm tiêu nữa. Tại thích ăn nhiều tiêu á. Đó. Rồi giờ mình đem vô. Chuẩn bị ăn cơm.